Kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12 năm 2021 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh về hành vi huy động vốn trái phép trong kinh doanh bất động sản tại dự án khu đô thị New Đà Nẵng City. Số tiền xử phạt là 300 triệu đồng, buộc thực hiện đúng quy định hoặc đúng cam kết buộc bồi thường thiệt hại cho cá nhân tổ chức tham gia góp vốn. Công ty này đã thực hiện huy động vốn từ 531 khách hàng thông qua ký kết hợp đồng góp vốn đầu tư đất nền và thỏa thuận góp vốn tại dự án không đúng theo quy định của pháp luật, theo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Vi phạm của Phú Gia Thịnh còn có tình tiết tăng nặng, đó là vi phạm hành chính nhiều lần. Thưa quý vị, Phú Gia Thịnh cũng chính là công ty mà chương trình phiên điều tra của chúng tôi đã đề cập liên quan đến khiếu nại của hàng trăm khách hàng tại dự án Mỹ Gia thuộc đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc của tỉnh Quảng Nam. Và để quý vị dễ hình dung, tôi xin tóm gọn lại một câu như thế này. Đây chính là câu chuyện về hai anh em sinh đôi với những sai phạm không có nhiều khác biệt. Vậy thì công ty này đã sử dụng cách thức như thế nào để có thể huy động từ hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng với mỗi dự án từ các khách hàng của mình? Đà Nẵng đã có hướng xử lý phần nào giúp cho người dân, giúp cho người góp vốn nhìn thấy lối thoát? Còn Quảng Nam thì sao? Phú Gia Thịnh có hay không thực hiện hành vi chiếm dụng vốn của khách hàng một thời gian dài? Quý vị đang theo dõi chương trình Phát hiện và điều tra trên sóng VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, những giấy tờ, thủ tục thực hiện vội vã cùng một dự án, nhưng khi thì là bản hợp đồng, khi thì lại là bản thỏa thuận, dù rằng cái ruột của nó thì chẳng có gì khác biệt. Chưa kể số tiền ghi bằng số với số tiền ghi bằng chữ trên văn bản, nhiều khi chênh lệch sai cả trăm triệu đồng. Chủ dự án là một đơn vị, nhưng đứng thu tiền lại là một đơn vị khác. Sự bát nháo và chụp giật thiếu minh bạch là những gì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy khi xem xét các hồ sơ giấy tờ giao kèo giữa các bên như thế này. Với tính pháp lý lỏng lẻo như vậy, không ngạc nhiên khi các dự án này theo thời gian dần trở thành những nỗi khổ ải cho các đối tác góp vốn trên con đường chờ đợi nhận cuốn sổ chứng nhận quyền sử dụng đất. Hãy cùng chúng tôi tham khảo hai dự án tiêu biểu nhất trong khiếu nại khiếu kiện liên quan tới Phú Gia Thịnh ở thời điểm này. Tại tỉnh Quảng Nam, sau khi nhận được sự đồng ý chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu đô thị Mỹ Gia tại đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc, công ty Phú Gia Thịnh đã kêu gọi các nhà đầu tư nhỏ lẻ góp vốn để triển khai dự án. Việc góp vốn là để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thực hiện dự án khu đô thị Mỹ Gia giai đoạn 2. Sau khi thực hiện góp vốn đúng tiến độ, người góp vốn sẽ được nhận sản phẩm đầu tư là quyền sử dụng đất của dự án. Hợp đồng góp vốn thể hiện rõ thông tin lô đất là sản phẩm đầu tư mà người góp vốn được nhận. Từ diện tích lô đất, vị trí lô, lộ giới, thuộc phân khu nào. Đáng chú ý là trong hợp đồng có nội dung, trong 9 tháng kể từ ngày ký hợp đồng góp vốn, hai bên sẽ tiến hành công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bàn giao đất. Phú Gia Thịnh đưa ra những điều khoản nói trên khi mà công ty chưa hề là chủ của khu đất này. Các lô đất tại Mỹ Gia 2 đã được bán hết cho hơn 500 khách hàng dù chưa được cấp phép. Tại thành phố Đà Nẵng, dự án khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở New Đà Nẵng City, đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu cũng là nỗi khổ của hơn 500 nhà đầu tư khác khi chưa hoàn thiện các điều kiện thủ tục pháp lý với thành phố. Dự án New Đà Nẵng City đã được công ty Phú Gia Thịnh phân ra thành 560 lô đất nền, tổng giá trị là 719 tỷ đồng. Sau khi phân lô, ngày 19 tháng 8 2017, Phú Gia Thịnh chính thức mở bán và ký hợp đồng bán đất thu tiền của khách. Đến 20 tháng 9 2017, công ty Phú Gia Thịnh thông báo đã bán tất cả sản phẩm đất nền tại New Đà Nẵng City. Đến thời điểm này, các hợp đồng ghi rõ nội dung mua đất nền và khách hàng đã nộp 95% hoặc 75%, thấp nhất là 50% giá trị lô đất tùy từng vị trí. Đại đa số khách hàng đã nộp trên 75% giá trị hợp đồng. Cho đến nay, tháng 1/2022, dự án này vẫn chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 và cũng chưa được cấp phép xây dựng hạ tầng, đồng nghĩa với việc chưa được phép đưa vào kinh doanh phân phối. Các dự án nêu trên tại Quảng Nam hay Đà Nẵng đều được Phú Gia Thịnh cam kết thời hạn 9 tháng kể từ ngày ký hợp đồng góp vốn mua bán đất nền sẽ tiến hành ký hợp đồng công chứng sang tên và tiếp sau 45 ngày sẽ bàn giao đất thực tế. Tuy nhiên, đến thời điểm công chứng hợp đồng và bàn giao đất, công ty Phú Gia Thịnh không giải quyết mà nêu ra các lý do khác nhau để tăng dần đều thời gian bàn giao sổ đỏ cho khách hàng, cho những người góp vốn. Theo chúng tôi tìm hiểu thì có một công thức thường xuất hiện trong nhiều thương vụ đầu tư góp vốn đất nền hiện nay, có bóng dáng với cách mà Phú Gia Thịnh đang làm. Đây, thưa quý vị, xin mời quý vị cùng nhìn vào biểu đồ này. Các chủ đầu tư sau khi nhận được chủ trương đầu tư dự án của địa phương, chỉ nhấn mạnh đây mới chỉ là chủ trương, chưa được cấp quyền sử dụng đất, chưa được phê duyệt các phương án giải phóng mặt bằng hay là đánh giá môi trường và chưa được cấp phép xây dựng. Nhưng các chủ đầu tư này đã ồ ạt thông tin mời góp vốn, giao đất, chi tiết trong thỏa thuận. Và sau khi các đối tác, các khách hàng đã nộp tiền xong theo lộ trình thỏa thuận, sẽ là những văn bản thông báo xin lùi tiến độ. Và tiếp đến sau một thời gian,
nhùng nhằng giữ tiền của người góp vốn mà chưa thực hiện xong thủ tục. Dự án sẽ được các chủ đầu tư ban đầu chuyển giao cho một chủ đầu tư khác hoặc là tìm cách không thực hiện, bồi hoàn hợp đồng với giá trị thấp kèm theo một số lý do nào đó. Và đây thưa quý vị, đây sẽ là lúc mà người mua đất, người góp vốn đứng trước nguy cơ mất thêm tiền tính theo giá trị đất hiện tại, chứ không phải là giá cách đây vài năm khi làm hợp đồng góp vốn nữa. Và họ sẽ phải theo phương án này nếu như muốn hợp đồng hay là bản thỏa thuận tiếp tục được thực hiện. Vậy thì công thức này đã vi phạm pháp luật như thế nào? Về cơ bản, bất kể một dự án nào kể từ khi được đồng ý chủ trương đầu tư đưa vào quy hoạch chung cho đến khi hoàn thành xong các thủ tục quy trình liên quan mất không ít thời gian và các đầu mối thẩm định phê duyệt khác nhau. Và về điều này, các chủ đầu tư luôn là người nắm rõ hơn cả. Vậy nhưng một ma trận vẫn được vẽ ra, và đây chính là điểm mấu chốt đầu tiên kích hoạt ma trận đó. Những bản hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhận lại quyền sử dụng đất. Pháp luật có rất nhiều các quy định, cụ thể là yêu cầu chủ đầu tư phải tuân theo một số các quy định nhất định hoặc đáp ứng các điều kiện nhất định mới có thể thực hiện được các hoạt động huy động vốn. Có thể liệt kê như là luật kinh doanh bất động sản 2014, nghị định 76/2015 hướng dẫn chi tiết của luật kinh doanh bất động sản. Đối với các dự án mà phát triển nhà ở thương mại thì còn cần phải soi chiếu vào các quy định của luật nhà ở 2014, nghị định 99/2015. Ngoài ra thì còn có phải là luật đất đai 2013, bộ luật dân sự 2015. Tất cả những cái hệ thống văn bản quy định pháp luật như vậy điều chỉnh và có những cái quy định cụ thể chủ đầu tư cần phải thực hiện đáp ứng các điều kiện trước khi mà tổ chức huy động vốn cho các dự án mà mình đang thực hiện. Theo các chuyên gia pháp luật, với việc huy động vốn rất sớm của chủ dự án, trong trường hợp này, cơ quan chức năng có thể đề nghị sử dụng biện pháp thanh tra thuế, thanh tra tài chính để xem nguồn tiền đã thu nhờ bán đất cho cả ngàn khách hàng được sử dụng như thế nào. Nếu tiền đã được chủ đầu tư sử dụng thì yếu tố chiếm đoạt đã thể hiện rõ, cần chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra xem xét xử lý. Về nguyên tắc thì là các chủ đầu tư khi mà nhận được những cái nguồn vốn huy động từ các cá nhân góp vốn hoặc là tổ chức góp vốn thì cần phải thực hiện hoạt động đó, thực hiện được cái nguồn vốn đầu tư đó đúng mục đích, phải được để sử dụng xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc là thực hiện để hoàn thiện dự án. Tuy nhiên nếu như mà qua kiểm tra hoặc là xác minh có nhìn thấy rằng là mặc dù chủ đầu tư nhận được tiền của các khách hàng nhưng lại không sử dụng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng dự án, không thực hiện vòng dự án, sử dụng những cái vòng những mục đích bất hợp pháp khác hoặc là trái với những cái cam kết mà với những cái bên góp vốn kia, tùy theo cái tính chất hoặc là mức độ hoặc là hành vi cụ thể mà có những cái cơ chế xử lý chủ đầu tư khi có những dấu hiệu vi phạm, ví dụ như có thể bị xử lý về mặt hành chính hoặc là phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi mà vụ án khởi kiện dân sự ra tòa án, hoặc là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, ví dụ như có thể chủ đầu tư mà thực hiện các hành vi gian dối hoặc là những cái thủ đoạn có những cái thủ đoạn lừa đảo hoặc là lạm dụng thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại điều 198. Thì về mặt pháp luật thì những cơ chế xử lý chủ đầu tư khi vi phạm pháp luật đã có, quan trọng ở đây đó là cái việc trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý về hoạt động xây dựng này sẽ phải thực thi nhờ thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động mà thực hiện dự án của chủ đầu tư, làm sao để đảm bảo được quyền lợi tốt nhất cho cái người mua hoặc là các bên đã góp vốn vào trong những dự án này. Theo các vụ việc mà công ty luật FDVN chia sẻ, các vụ việc người dân tìm đến nhà hỗ trợ pháp lý liên quan đến hình thức hợp đồng góp vốn, đất nền, dự án đang có chiều hướng gia tăng. Đã có những trường hợp, chủ đầu tư sau một thời gian dài giữ tiền của người góp vốn đã chủ động đề nghị hủy bỏ hợp đồng đã ký, chủ động bồi thường thiệt hại nếu không thực hiện hợp đồng, có biểu hiện trốn tránh nghĩa vụ khi thực hiện thỏa thuận góp vốn. Thực trạng này đang ngày càng phổ biến khi giá bất động sản có chiều hướng tăng cao. Thưa quý vị, có rất nhiều luật để điều chỉnh và xử lý hành vi của Phú Gia Thịnh. Ngoài các nội dung như luật sư Trần Hậu vừa chia sẻ, thì tại Điều 41 trong Nghị định 43/2014 của Chính phủ cũng có quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để ở kết hợp với cho thuê. Theo đó, thì một dự án bất động sản nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền khi đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt. Chủ đầu tư phải đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của cả khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Ngoài ra, thì chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án, gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế phí, lệ phí liên quan đến đất đai. Và điểm quan trọng nhất
là chủ đầu tư chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền sau khi đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý cho phép được phân lô bán nền. Với việc vi phạm tất cả những quy định trên thì Phú Gia Thịnh tại Quảng Nam có vẻ vẫn còn khá may mắn khi chưa phải nhận hình thức xử lý hay là chế tài nào từ phía địa phương này. Chúng ta có cuộc phỏng vấn nhanh với đại diện Ủy ban nhân dân thị xã địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hiện tại thì qua công tác rà soát, theo ông đánh giá thì các cái vi phạm hiện tại của Phú Gia Thịnh tại dự án Mỹ Gia có những cấp độ như nào? Về pháp lý thì đến hiện nay là Phú Gia Thịnh là chủ đầu tư cấp dự án xây dựng khu dân cư đô thị tại khu vực Điện Nam Ngàm. Đây chỉ là mới bước chấp thuận chủ đầu tư để triển khai các thủ tục. Muốn triển khai được để đến bước ra sổ giao dịch trên thị trường thì còn rất là nhiều công việc mà Phú Gia Thịnh chưa thực hiện xong. Đó là công tác giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật cũng như là đánh giá tác động môi trường để trước khi được các cơ quan nhà nước kiểm tra công nhận để chấp nhận ra sổ cho Phú Gia Thịnh để mà thực hiện giao dịch trên thị trường. Thì có thể nói thì đến bây giờ thì đang trong cái giai đoạn hoàn thiện các thủ tục. Về mặt pháp lý thì chưa có pháp lý để Phú Gia Thịnh chuyển nhượng mua bán đất đai tại các khu vực dự án. Thưa ông, vừa qua thì thành phố Đà Nẵng đã có một số bước xử lý phạt hành chính với công ty Phú Gia Thịnh khi mà vi phạm trong cái quá trình góp vốn và xây dựng hạ tầng khi chưa được phép. Với cái ví dụ điển hình như vậy thì không biết là địa phương có những cái dự định như thế nào trong việc xử lý sai phạm của Phú Gia Thịnh. Trong cái báo cáo gửi cho tỉnh thì thị xã Điện Bàn cũng kiến nghị Ủy ban tỉnh chỉ đạo cho thanh tra xây dựng cùng với Sở Kế hoạch Đầu tư và các ngành liên quan của tỉnh rà soát lại toàn bộ những cái pháp lý dự án, kể cả việc huy động vốn để góp vốn cho các dự án này. Nếu có dấu hiệu mà nó không đúng pháp luật thì tiến hành xử lý theo quy định. Tương tự như là Đà Nẵng cũng vừa rồi đã làm một số trường hợp. Dự kiến những khoảng thời gian thực hiện của các dự án ví dụ như của Mỹ Gia 2 thì sẽ mất khoảng bao lâu ạ? Theo quy trình thì rất là dài, nhưng mà đối với những dự án này thì thị xã cũng như tỉnh tập trung chỉ đạo rút ngắn thời gian, kể cả những cái tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với những người dân nữa. Cho nên là xác định là tất cả những dự án này đến tháng 6 năm 2022 là phải xong. Đó là hàng chốc. Tuy nhiên có những cái trường hợp thì có thể nhanh hơn. Có một số cái dư luận lo lắng rằng cái việc dự án kéo dài và sau đó sẽ bị chủ dự án ban đầu chuyển giao cho một cái chủ đầu tư khác và có thể dẫn đến những cái thiệt hại và những cái phần đóng góp vốn tiếp theo nhiều hơn nữa từ phía các người có vốn ban đầu liên quan đến giá trị thị trường hiện tại. Theo ông thì chúng ta cần phải có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng này hay không? Trong pháp luật về kinh doanh thì người ta cho phép chuyển chủ thể, pháp thể các dự án. Và thực tế trong thời gian qua thì có một số dự án cũng đã thực hiện cái việc chuyển đổi chủ dự án từ chủ ban đầu, mà pháp nhân ban đầu chuyển qua pháp nhân thứ hai, thứ ba, nó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến quyền lợi của khách hàng. Thì trong thời gian vừa qua cũng như là trong cái báo cáo sắp tới báo cáo ban tỉnh thì thị xã cũng kiến nghị ban tỉnh xem xét là không cho phép các cái dự án mà đang có vấn đề về tiến độ cũng như là về cái việc góp vốn chuyển pháp thể, chuyển đổi tên công ty cũng như chuyển đổi các cá nhân đại diện pháp luật để đảm bảo sau khi dự án hoàn thành thì quyền lợi của những người mà góp vốn ban đầu được đảm bảo. Thưa quý vị, cho đến thời điểm chương trình này của chúng tôi lên sóng thì về khía cạnh pháp lý, Phú Gia Thịnh hiện vẫn chưa thể được gọi là chủ của khu đất hơn 10 hecta có tên là dự án Mỹ Gia 2. Tuy nhiên thì công ty này lại đã nhận trước hàng trăm tỷ đồng của những người góp vốn trên dưới 4 năm nay. Thì Quảng Nam sẽ xử lý những vi phạm của Phú Gia Thịnh như thế nào? Xử phạt Phú Gia Thịnh rồi tạo điều kiện để sửa sai, khắc phục hậu quả như thành phố Đà Nẵng với dự án New Đà Nẵng City tại quận Liên Chiểu? Hay là sẽ có những phương án khác không loại trừ việc thu hồi dự án và chuyển giao cho một công ty có năng lực thực hiện, có uy tín hơn? Và ngoài Phú Gia Thịnh thì trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước cho lĩnh vực được giao phụ trách cũng cần phải tính đến. Hơn 10 hectare đất được đổ nền làm đường xây dựng hạ tầng điện nước khi chưa được cấp phép mà Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường và cả chính quyền địa phương không hề hay biết thì thật là phi lý. Và mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn số 8444 ngày 26 tháng 11 năm 2021 giao Sở Xây dựng chủ trì làm việc với chương trình phối hợp điều tra liên quan đến cung cấp thông tin xác minh đơn kêu cứu về dự án Mỹ Gia của công ty Phú Gia Thịnh,
nhưng sau nhiều lần liên lạc lãnh đạo cũng như là vị chánh thanh tra của sở này, chúng tôi vẫn không có được sự phối hợp như chỉ đạo từ phía Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị, rất may mắn là lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn đã có sự chia sẻ thông tin kịp thời cho chúng tôi để kịp thời giải tỏa phần nào sự bức xúc của hàng trăm người dân đang mắc kẹt với dự án này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tới quý vị về dự án Mỹ Giang nói riêng và các dự án khác đang vướng mắc tại điểm nóng đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc sau khi có những chỉ đạo chi tiết từ phía Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thời gian tới. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị.